Rồi tiếp theo là combo 91 nha quý vị, một cặp hồng ngọc mai nha quý vị, 200 ngàn bao phí ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua thì vui lòng chuyển tiền trước nha. Đây là tỷ lệ của lon bọt cụng nè. Đó, quý vị thấy không? Rồi tôi cho quý vị coi từ cây nha. Nè, đế nó đẹp lắm nha nè. Đó, số 1 nè. Từ ánh nắng cho coi cho nó rõ ha. Rồi, một cây. Đây cây số 2 nè. Đưa ra ánh nắng luôn nè, coi cho rõ nha, đế nó nè. Rồi, một cặp ha. Rồi xuống luôn nha quý vị, 200 bao phí ship, anh chị em nào mua vui lòng chuyển tiền trước nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi. Lon bò cụm đây ha. Rồi.